Chào mọi người nha. Nửa đêm rồi mà đói quá, thèm quá. Đói rồi, giờ này biết cái đói đây. Mới nấu xong, nấu nào này, nấu kiểu Thanh Hóa nha cả nhà. Nấu là nấu theo kiểu Bắc nha. Mực nè, cá nước mắm nè. Và đây là sâm sa, sâm sáo gì ở đây, bánh bột lọt mà gì mà không thấy lọt lọt nằm ở đâu hết đó, nước cốt dừa, nước đường đó, quốc dừa này là đi ngủ nó mát luôn. Nhà cái đây là mực nè cả nhà ơi, mực đó. Mực nè, ăn là ăn theo kiểu Thanh Hóa nha cả nhà, ăn là ăn theo kiểu Thanh Hóa và tôi nha. Đó, cứ bỏ nấu chay vậy thôi, bỏ tí chút xíu gia vị đường bột bột ngọt muối thôi. À đã, bột ngọt muối thôi cả nhà. Đấy, không ngon chưa? Không quan trọng giờ, giống như là nhà thèm là ăn à. Nó đã. À, đã quá. Đã nương quá. Mực khớp lên mà không bị chóc 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 da luôn cả nhà nhé. Chào mọi người nha.